Xiaomi Redmi Note 8, sản phẩm mà rất nhiều người đang nghĩ có thể lấy lại được cái vị thế ngày xưa đi theo với người đàn anh của mình là Redmi Note 4X. Vậy thì hiệu năng của mẫu Xiaomi Redmi Note 8 nó có thật sự có đáng để mua và có đáng để đi theo và tiếp nối với chiếc Redmi Note 4X hay không? Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trà Đá Công Nghệ, mình là Quang Lôn. Trước khi đi vào bài đánh giá hiệu năng thì mình sẽ giới thiệu qua cấu hình của mẫu Redmi Note 8 này. Sở hữu một con chip là Snapdragon 665, 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Đó là về thông số. Mình đã chấm qua các điểm benchmark bao gồm AnTuTu benchmark, 3D Max thì các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy trên màn hình. Điểm số theo mình thấy thì khá ổn. Nhưng mình vẫn hay có một cái tâm niệm điểm số vẫn chỉ là điểm số. Vậy thì hiệu năng của mẫu máy này như thế nào thì chúng ta cần phải xem qua phần test game và các app cơ bản hàng ngày xem bộ máy này có mượt mà hay không. Về phần test game thì mình đã chơi qua 4 cái tựa game cơ bản mà mình thường test. Đó chính là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile, Dota Underlord và Alpha 9. Mình sẽ đi vào hai cái tựa game Dota Underlord và Alpha 9 trước. Với hai tựa game này thì mẫu máy Redmi Note 8 làm việc mình cảm thấy chưa được tốt. Riêng cái phần tựa game Alpha 9, khi mà bạn xả nitro xong rồi đâm hook, xoay đầu, drift các kiểu, hiện tượng giật lag sẽ xảy ra rất nặng. Và hiện tượng giật khung hình nó sẽ nhìn thấy rõ luôn. Quay sang với tựa game Dota Underlord thì hình ảnh mình cảm thấy nó chưa được hấp dẫn với mình, vẫn còn quá nhiều răng cưa, hình ảnh không thể hiện được rõ chi tiết từng con tướng một. Mặc dù mình đã cài đặt mức setting ở phần cơ bản lên mức cao nhất nhưng mà vẫn không thể cải thiện được về hình ảnh. Đó là hai tựa game Alpha 9 và Dota Underlord. Quay sang với tựa game PUBG Mobile thì mình thấy mẫu máy này làm việc khá ổn, nhưng mình chỉ setup được với đồ họa ở mức cân bằng và frame rate ở mức trung bình mà thôi. Đó là một cái điều hơi đáng tiếc. So với mẫu máy Nokia 7.1 sử dụng con chip là Snapdragon 660 thì mình setup được lên mức HD và mức frame rate cũng ở trên mức cao hơn. Quay sang với tựa game Liên Quân Mobile, mình có thể setup được mọi thứ lên cao nhất trừ cái chất lượng hình ảnh chỉ lên được mức cao, không thể lên được mức HD. Và mình lại so sánh với mẫu Nokia 7.2 sử dụng con chip Snapdragon 660 mà thôi thì Nokia 7.2 có thể setup lên mức cao nhất, có nghĩa là mắc hết tất cả. Mặc dù khi để FPS cao thì Nokia 7.2 chỉ có mức FPS loanh quanh khoảng tầm từ 48 đến 50, không thể nào lên được 60. Trong khi đó thì Redmi Note 8 có thể lên được 60 một cách hoàn toàn bình thường. Cũng dễ hiểu thôi, vì Redmi Note 8 không thể nào đẩy cấu hình lên mức cao nhất, giúp cho máy tối ưu FPS được tốt hơn. Đó là về 4 tựa game cơ bản. Vậy thì với các app hàng ngày thì sao? Với các app hàng ngày với dung lượng RAM khoảng tầm 4GB thì mình cảm thấy nó chỉ là vừa đủ. Chúng ta có thể dùng 4 app cơ bản bao gồm có Facebook, Instagram, đọc Chrome hay là YouTube một cách rất là bình thường, đa nhiệm hoàn toàn thoải mái. Nhưng mà khi thêm một vài tựa game nặng, ví dụ như là PUBG Mobile, thì hiện tượng loát lại với các tựa game nặng đấy thì bắt đầu có thể sẽ xảy ra. Đó là về phần đa nhiệm. Nhiệt độ của mẫu máy này mình cũng đánh giá nó ở mức trung bình và vừa phải. Nhiệt độ tỏa ra khi mà mình chơi Dota Underlord khoảng tầm 30 phút đồng hồ thì cũng chỉ lên khoảng tầm 40-41 mà thôi. Còn về dung lượng pin thì sao? Mình đã test qua với hai bài test pin cơ bản của mình. Đó là để max độ sáng và xem video 1 tiếng đồng hồ với âm lượng bằng 0 và chơi PUBG Mobile trong 30 phút với âm lượng khoảng tầm 80%. Thì dung lượng pin tụt bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đấy. Đó là tất cả những phần mà mình test xem hiệu năng của Redmi Note 8 thực sự là có ngon hay không. Với mức giá khoảng tầm 5 triệu thì mình cảm thấy mẫu máy này vẫn được gọi là ngon, vì Redmi Note 8 vẫn đáp ứng được tất cả các nhu cầu của chúng ta. Về phần hiệu năng, chúng ta vẫn có thể chơi game mượt mà, chúng ta vẫn có thể có một cái đa nhiệm ổn định và một thời lượng pin rất là trâu. Vừa rồi là bài đánh giá hiệu năng của mình. Các bạn thấy hiệu năng của Redmi Note 8 như thế nào? Hãy vui lòng comment cho mình bên dưới. Còn video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video lần sau.